10 người đã thiệt mạng sau vụ va chạm trên không giữa hai máy bay trực thăng thuộc Hải quân Malaysia khi đang tham gia diễn tập. TikTok đối mặt với án phạt mới tại châu Âu nếu trong vòng 24 giờ không cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro của ứng dụng này đến Ủy ban châu Âu EC. Vụ thu hoạch lúa mì và ngô bội thu trong những tháng gần đây dự báo sẽ giúp giá thực phẩm giảm, bớt gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng. Phong trào Hezbollah ở Liban ngày hôm qua đã tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel ở phía bắc thành phố Acre trong khuôn khổ cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Israel kể từ khi bùng nổ cuộc chiến ở dải Gaza. Vâng, Hezbollah cho biết là họ hành động để trả đũa cuộc tấn công trước đó của Israel khiến một trong những thủ lĩnh của họ thiệt mạng. Quân đội Israel trước đó cho biết các cuộc không kích của họ đã khiến hai thành viên quan trọng của Hezbollah bị tiêu diệt ở miền nam Liban. Hezbollah đã xác nhận cái chết của Hussein Akun, một thành viên của tổ chức này, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. 10 người đã thiệt mạng sau vụ va chạm trên không giữa hai máy bay trực thăng thuộc Hải quân Malaysia khi đang tham gia diễn tập. Vụ việc xảy ra vào sáng nay tại căn cứ Hải quân Lumut thuộc bang Perak, miền Tây của Malaysia. Tất cả nạn nhân là thành viên của đội bay trên chiếc máy bay trực thăng gặp nạn. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện của căn cứ để xác định danh tính. Nguyên nhân của vụ va chạm thì chưa được công bố. Cuộc diễn tập trên nhằm chuẩn bị cho một sự kiện của Hải quân Hoàng gia Malaysia dự kiến là sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo mưa ở tỉnh Quảng Đông lên màu đỏ, tức là mức cao nhất trong thang cảnh báo thời tiết của nước này. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh địa phương miền Nam này đang hứng chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng trong nhiều ngày qua. Theo cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, thì thành phố Thâm Quyến nằm trong danh sách các khu vực đang hứng chịu mưa to đến rất to, đồng thời nguy cơ lũ quét rất cao. Các trận mưa như chút nước trong những ngày gần đây ở Quảng Đông đã khiến mực nước trên các con sông dâng cao, gây lũ lụt nghiêm trọng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng mưa lũ hiện nay tại Quảng Đông có thể nghiêm trọng nhất trong khoảng một thế kỷ qua. Các trận mưa lớn kéo theo lở đất đã làm ít nhất là 4 người thiệt mạng, 10 người mất tích, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường bị phong tỏa. Hơn 100.000 người đã được sơ tán tránh lũ và ước tính thiệt hại lên tới gần 20 triệu đô la Mỹ. Hơn 2,4 tỷ người trên thế giới phải đối mặt với các nguy cơ sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu. Đây là một phần nội dung báo cáo mà Tổ chức Lao động Quốc tế ILO công bố vào ngày hôm qua. Theo ước tính của ILO, thì hơn 70% trong số 3,4 tỷ người lao động trên thế giới sẽ có lúc phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng quá mức. Gần 19.000 người tử vong mỗi năm do stress nhiệt tại nơi làm việc. Stress nhiệt cũng là nguyên nhân gây ra gần 23 triệu chấn thương liên quan đến nghề nghiệp và khiến 26 triệu người trên thế giới mắc bệnh thận mãn tính. Stress nhiệt là nền nhiệt độ cao hơn mức cơ thể có thể chịu đựng được. Hiện tượng này thường xảy ra ở nhiệt độ trên 35 độ C và trong môi trường có độ ẩm cao. Stress nhiệt có thể gây ra những rủi ro đối với sức khỏe con người nếu chịu đựng trong một thời gian dài, đặc biệt là đối với những người lao động ngoài trời như công nhân, người cao tuổi và những người có bệnh nền như tim mạch và tiểu đường. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản tài trợ liên bang trị giá 7 tỷ đô la Mỹ cho các dự án năng lượng mặt trời nhằm phục vụ các cộng đồng có thu nhập thấp và trung bình. Khoản tài trợ 7 tỷ đô la cho dự án năng lượng mang tên Năng lượng mặt trời cho tất cả đã được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ thông qua. Dự kiến dự án này sẽ tạo ra 200.000 việc làm và tiết kiệm cho các hộ gia đình trong chương trình khoảng 400 đô la Mỹ mỗi năm. Năng lượng mặt trời đang được chú ý như một nguồn năng lượng tái tạo quan trọng có thể làm giảm sự phụ thuộc của quốc gia vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, chi phí lắp đặt ban đầu cao khiến nhiều người Mỹ không thể tiếp cận được năng lượng mặt trời. Khoản đầu tư này của chính phủ Mỹ sẽ giúp các gia đình thu nhập thấp có cơ hội được tiếp cận năng lượng sạch với giá cả phải chăng, cũng như có khả năng cao phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái. Dự án sẽ trao các khoản tài trợ, 60 khoản tài trợ trên toàn quốc, cho các bang, vùng lãnh thổ, chính quyền địa phương, các thành phố, các tổ chức phi lợi nhuận để phát triển các chương trình nhằm hỗ trợ các cộng đồng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi từ năng lượng mặt trời. Chương trình năng lượng mặt trời cho tất cả này có nghĩa là có tới 900.000 hộ gia đình sẽ lần đầu tiên và sớm thôi có năng lượng mặt trời trên mái nhà. Nhiều quốc gia và khu vực đang cho thấy nỗ lực trong quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo, song thực tế cho thấy là tiến trình này còn vấp phải nhiều khó khăn.
Tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu BlackRock cho rằng tiến trình chuyển đổi năng lượng xanh trên thế giới cần khoản đầu tư lên tới 4.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào giữa những năm 2030. Trong báo cáo kịch bản chuyển đổi đầu tư mới nhất, BlackRock nhận định rằng để đạt được mức đầu tư này cần tăng cường vốn trong các lĩnh vực công và tư. Cũng theo dữ liệu của BlackRock thì trong năm ngoái, 1.800 tỷ đô la đã được đầu tư cho các dự án liên quan đến chuyển đổi năng lượng. Nếu so với mức 33 tỷ đô la trong năm 2004 thì tốc độ tăng trưởng và lượng vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo đang đi đúng hướng. Dù khoản đầu tư trên toàn cầu gia tăng, song vẫn chưa đủ để có thể đạt được mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh vào năm 2030. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nhìn thấy cơ hội tại các thị trường phát triển và mới nổi. Là nơi sinh sống của một nửa dân số thế giới và đóng góp 1/3 vào GDP toàn cầu, khu vực châu Á-Thái Bình Dương được nhận định là trung tâm của cơ hội đầu tư năng lượng tái tạo và sẽ trở thành khu vực dẫn đầu toàn cầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Giữa nắng gió khắc nghiệt của sa mạc Kutch, bang Gujarat, Ấn Độ, hàng nghìn công nhân đang dựng lên những tấm pin mặt trời khổng lồ, đá bóng cho tua bin điện gió và đặt những cuộn dây dường như dài vô tận. Họ đang xây dựng công viên năng lượng tái tạo Khabda. Dự án được coi là công viên năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới. Khi hoàn thành vào năm 2027, Khabda sẽ có diện tích 726 km2, gần như bằng diện tích của thành phố New York. Công viên dự kiến có khả năng tạo ra 30 gigawatt năng lượng mặt trời và gió, đủ để cung cấp cho 18 triệu người, tức là còn nhiều hơn tổng số dân của London và New York cộng lại. Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới và là nước phát thải carbon lớn thứ ba thế giới, đặt mục tiêu tăng sản lượng năng lượng tái tạo lên 500 gigawatt vào năm 2030. Nếu Ấn Độ muốn đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2070, như Thủ tướng Modi đã nói, thì rõ ràng là việc đầu tư vào năng lượng sạch và gia tăng sử dụng năng lượng sạch là một điều chắc chắn. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương là thị trường sản xuất điện và năng lượng tái tạo lớn nhất hiện nay và cũng là thị trường đa dạng nhất. Mức độ giàu có, trữ lượng hydrocarbon, thực tế chính trị và tiềm năng năng lượng tái tạo khác nhau của các quốc gia đã biến khu vực này thành một chiếc kính vạn hoa với những hoàn cảnh độc đáo. Dù vậy, các quốc gia đều đang hành động khẩn trương và có trách nhiệm nhằm đáp lại lời kêu gọi chuyển đổi xanh. Chúng ta phải tận dụng động lực mà COP28 đã mang lại để theo đuổi mục tiêu tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo trên toàn cầu và tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả năng lượng trung bình hàng năm trên toàn cầu. Theo kịch bản của công ty tư vấn nghiên cứu năng lượng Wood Mackenzie, tại châu Á-Thái Bình Dương, nguồn cung năng lượng carbon thấp hiện chiếm khoảng 35% sản lượng điện và dự báo sẽ tăng lên 75% vào năm 2050, trong khi tỷ lệ năng lượng gió và năng lượng mặt trời tăng đến hơn 54%. Sự tăng trưởng nhanh chóng về năng lượng tái tạo này sẽ đi kèm với việc áp dụng phương pháp lưu trữ năng lượng, hydro, lò phản ứng hạt nhân, mô đun nhỏ và công nghệ địa nhiệt. Đến năm 2050, gần 50% cơ hội công nghệ mới về phát thải carbon thấp trên thế giới được cho là sẽ diễn ra ở châu Á-Thái Bình Dương. Nga kêu gọi tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc Nam kết nối Vịnh Ba Tư với Bắc Băng Dương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố này tại sự kiện kỷ niệm 50 năm khởi công tuyến đường sắt Baikal-Amur xuyên Siberia. Theo Tổng thống Nga Putin, hành lang giao thông Bắc Nam sẽ trở thành một ví dụ điển hình cho sự hợp tác quốc tế rộng rãi nhất. Đây là tuyến đường hậu cần mới để tăng tốc phát triển kinh tế xã hội cho quốc gia Á-Âu và Nam Bán Cầu. Dự án vận tải quốc tế Bắc Nam được công bố lần đầu tiên tại tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 11 năm 2023. Mục tiêu của dự án là kết nối các tuyến đường sắt nối Nga, Iran, Azerbaijan và Ấn Độ. Một phần quan trọng của hành lang Bắc Nam là tuyến đường sắt dài 160 km trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ dự kiến sẽ khởi công vào năm nay. Tuyến đường này sẽ đóng vai trò như mắt xích cuối cùng trong tuyến đường sắt nối Nga với các cảng ở Vịnh Ba Tư và tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn tới Ấn Độ. Tổng thống Nga Putin cũng nhấn mạnh sự xoay trục sang phương đông của Nga đã trở nên khả thi nhờ vào BAM,
tuyến đường sắt dài nhất thế giới tại Đông Siberia và Biển Đông. Được bắt đầu xây dựng từ 50 năm trước, với ước mơ và khát vọng của cả một thế hệ người dân Xô Viết, BAM đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần của Nga trong thế kỷ 21. Cùng với dự án tạo hành lang giao thông Bắc Nam, thì Nga cũng đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa các tuyến đường sắt Baikal-Amur và Siberia. Tổng thống Putin nhấn mạnh việc phát triển theo hướng Đông có ý nghĩa rất quan trọng đối với chủ quyền kinh tế và chính trị của nước này. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Thưa quý vị, cách đây ít giờ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bắt đầu lên đường thăm chính thức Trung Quốc. Đây là động thái ngoại giao mới nhất của Mỹ với hy vọng tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hai nước mới đây có những bất đồng về thương mại cùng nhiều vấn đề khác. Về phần mình, Trung Quốc cho rằng quan hệ song phương vẫn ổn định bất chấp hành động của Washington gây tổn hại lợi ích của Bắc Kinh. Việc Trung Quốc cũng cho biết trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken, Trung Quốc sẽ tập trung tăng cường hiểu biết và đối thoại, xử lý bất đồng, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và trách nhiệm chung. Giới chức ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước cần được ổn định và phát triển theo hướng bền vững. Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ bắt đầu ổn định, song có thể trượt dốc tới mức xung đột hoặc đối đầu. Xuất khẩu thép của Trung Quốc đang tăng mạnh, lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu vào giữa những năm 2010. Nước sản xuất thép lớn nhất thế giới này đã xuất khẩu gần 26 triệu tấn thép trong quý 1 vừa qua, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Đông Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn của thép Trung Quốc, nhưng xuất khẩu thép của Trung Quốc sang Ấn Độ, Trung Đông và Mỹ Latin cũng đang tăng lên. Nghị viện châu Âu hôm nay đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia hạn miễn thuế kéo dài một năm đối với nông sản Ukraine, đồng thời đưa ra các biện pháp hạn chế mới về mức độ nhập khẩu để xoa dịu sự phản đối của nông dân EU. Đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu quy định rằng thuế quan sẽ áp dụng đối với gia cầm, trứng và đường nếu nhập khẩu vượt quá mức trung bình của năm 2022 và 2023. Các nhà lập pháp EU đã bổ sung yến mạch, ngũ cốc, ngô và mật ong vào danh sách này. Các biện pháp sẽ được áp dụng từ ngày 6 tháng 6 tới. EU và Ukraine đặt mục tiêu đưa ra một thỏa thuận dài hạn hơn từ tháng 6 năm 2025. Trước đó, EU đã dỡ bỏ thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với các mặt hàng thực phẩm của Ukraine từ năm 2022 sau khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Giá thực phẩm toàn cầu dự kiến là sẽ chạm đáy trong năm nay. Theo hãng dự báo và phân tích tình hình kinh tế Oxford Economics, điều này có thể giảm bớt gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là nhờ nguồn cung dồi dào đối với nhiều loại cây lương thực quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô. Các vụ thu hoạch lúa mì và ngô bội thu trong những tháng gần đây đã góp phần khiến cho giá mặt hàng thực phẩm liên tục giảm. Giá lúa mì hợp đồng tương lai đã giảm gần 10% từ đầu năm đến nay, trong khi giá ngô kỳ hạn giảm khoảng 6% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân là do nông dân trên thế giới đã tăng cường sản xuất lúa mì và ngô sau khi giá tăng cao kể từ năm 2022 do tình hình chiến sự tại Ukraine. Theo các chuyên gia, thì vụ thu hoạch ngô toàn cầu kết thúc vào tháng 8 năm nay có thể đạt mức cao kỷ lục. TikTok đang phải đối mặt với án phạt mới tại châu Âu. Ủy ban châu Âu EC thông báo là nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok sẽ có 24 giờ để cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro của ứng dụng này. Nếu không thì sẽ phải đối mặt với án phạt. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu EC cũng ra thời hạn chót là đến ngày 3 tháng 5 để TikTok cung cấp thêm thông tin được yêu cầu. Nếu không đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, TikTok có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 1% tổng thu nhập hàng năm hoặc là doanh thu toàn cầu và các khoản phạt định kỳ lên tới 5% thu nhập trung bình hàng ngày hoặc là doanh thu hàng năm ở trên toàn thế giới. EC cho biết là muốn có những đánh giá rủi ro mà lẽ ra TikTok phải thực hiện trước khi triển khai ứng dụng TikTok ở Liên minh châu Âu. EC đã bày tỏ quan ngại nền tảng mới có thể chứa những rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như là các tính năng thiết kế gây nghiện độc hại cho trẻ em, đặc biệt là việc thiếu các biện pháp xác minh độ tuổi người dùng khi truy cập vào ứng dụng. Dự báo số lượt khách du lịch trên toàn thế giới sẽ đạt hơn 13.500 tỷ lượt trong năm nay, tức là phục hồi 103,9% so với mức của năm 2019. Thông tin từ báo cáo các xu hướng kinh tế du lịch thế giới mới được công bố. Theo báo cáo này, doanh thu du lịch toàn cầu dự kiến đạt 5.800 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, đánh dấu mức tăng 139,6% so với thời kỳ trước đại dịch vào năm 2019. Trước đó, Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc dự báo hoạt động du lịch quốc tế trong năm nay sẽ tăng nhẹ so với mức trước đại dịch COVID-19.
Cơ quan này nhận định việc bùng nổ nhu cầu đi lại vốn bị dồn nén trong giai đoạn đại dịch COVID-19 cùng với tăng cường kết nối hàng không và sự hồi phục mạnh mẽ của các thị trường tại châu Á được xem là những yếu tố sẽ củng cố sự hồi phục hoàn toàn của ngành du lịch trong năm nay. Một công ty của Séc đang in 3D mô hình tháp Eiffel khổng lồ nhân sự kiện Thế vận hội Olympic Paris 2024. Vật liệu để in là rác thải đại dương tái chế. Công ty này cho biết vật liệu làm nên tháp Eiffel là nhựa đến từ bờ biển Thái Lan. Một công ty Thụy Sĩ biến rác thải nhựa thành hạt nhựa, sau đó chuyển đến Séc xử lý thành sợi in 3D. Mô hình tháp Eiffel cao 14m được ghép từ 1.600 mảnh in 3D sẽ được lắp đặt ở phía Bắc Cộng hòa Séc trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic tại Paris vào tháng 7 và tháng 8. Mô hình nặng 2 tấn được làm từ vật liệu tương đương với 800.000 chai nhựa sẽ không bị phân hủy và trường tồn với thời gian. Các học sinh ở vùng Volgograd của Nga đang được học cách vận hành máy bay không người lái. Trường học ở Volgograd được cho là trường đầu tiên dạy những kiến thức cơ bản về vận hành máy bay không người lái. Khóa đào tạo kéo dài 270 giờ. Theo Bộ Giáo dục Nga, những kiến thức cơ bản về điều khiển máy bay không người lái sẽ trở thành một phần của chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh từ ngày 1 tháng 9 năm nay. Môn học này sẽ được dạy như một phần của môn học quốc phòng mới. Đây cũng là môn học bắt buộc cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 11. Trong phóng sự sau đây, cùng chúng tôi tìm hiểu về một xu hướng mới tại Bruxelles, Bỉ, xu hướng dùng xe đạp điện có thùng thay cho xe ô tô trong nội thị. Từ nhiều năm nay, chính quyền thành phố đã tăng phí đỗ xe hơi, cắt bớt làn đường ô tô để dành thêm diện tích cho đường xe đạp nhằm thúc đẩy người dân bỏ dần ô tô chuyển sang xe đạp. Nhiều gia đình này đã chọn mua xe đạp điện có thùng mà so về công năng trong thành phố thì không kém nhiều so với ô tô. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ Vương quốc Bỉ. Trên đường phố Bruxelles, ngày càng có nhiều xe đạp chở hàng hoặc chở trẻ con trong thùng xe. Dĩ nhiên đó là xe đạp điện. Xe điện có thùng nay chiếm tới 12% số lượng xe đạp tại Bruxelles. Hội chợ xe đạp tại Bruxelles năm nay, hầu như hãng nào cũng ra mẫu xe đạp điện có thùng chở hàng. Từ loại có khoang chứa hàng gọn nhẹ, gấp vào được khi không cần đến, cho tới loại có thùng hàng dung tích lớn gấp đôi cái tủ lạnh gia đình. Hoặc thùng cố định, không đẹp lắm, nhưng chắc chắn, dành cho người vận chuyển hàng hóa trong nội thị hay làm việc di động cần mang theo dụng cụ đồ nghề. Tôi chở theo được rất nhiều thứ, cả khi đi làm lẫn lúc đi chợ. Trong nội thị thì xe đạp tiện hơn ô tô mà lại không gây ô nhiễm. Sức tải lớn nhất có lẽ là dòng xe đạp điện vận tải hàng trong nội thị, cả chỗ đặt hàng phía trước lẫn rơ móc kéo theo sau. Riêng cái rơ móc đã tải được 2 tạ hàng, cộng thêm với phần trước của xe đạp chở được 1 tạ nữa, tổng cộng 3 tạ. Thể tích tối đa 3 mét khối. Nhưng phổ biến nhất vẫn là xe có thùng phía trước, tải trọng 50-70kg hàng hóa hoặc chỗ ngồi cho 2 trẻ em. Nhiều gia đình thích dòng xe này, đưa đón con đi học hàng ngày tiện lợi mà đi siêu thị hàng tuần cũng được. So với ô tô thì chi phí thấp hơn hẳn, dễ tìm chỗ đậu, lại không mất tiền gửi xe. Tôi vẫn đi làm hàng ngày bằng xe đạp, kể cả khi trời mưa. Giờ cả nhà đi tìm mua xe đạp chở được 2 con gái. Xe đạp có đường riêng nên an toàn và nhanh. Tôi đạp xe đi làm mất 12 phút. Đi ô tô thì phải mất nửa tiếng. Vấn đề đối với người mua xe đạp có thùng cho gia đình ấy, thì bây giờ chỉ còn là giá bán và chỗ để. Xe đạp chở hàng dài hơn, rộng hơn nhiều so với xe đạp thường. Thì nhà phải có đủ chỗ thì mới mua được. Và giá một chiếc loại này ít nhất cũng phải 5.000 euro, 130 triệu đồng Việt Nam. Có mẫu, giá bán gần một nửa so với giá bán một chiếc ô tô bình dân. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Một lễ hội diều quốc tế đã diễn ra tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào cuối tuần qua. Từ rồng cho đến gấu trúc, ô tô đến thần tài, các nghệ nhân diều và những người đam mê diều từ 50 quốc gia đã mang tới các tác phẩm nghệ thuật mới nhất của họ. Và hình ảnh của lễ hội diều này cũng sẽ thay cho lời kết của Thế giới hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.